Dạ, Tú Si Bình Dũng xin chào cô chú anh chị. Hôm nay là 17 tây tháng 1 em lên dề nữ và dạ, bên em là dề Nhật, độ mới cao và tất cả dài thì em đều có thử chân, nên size em nghĩ nó sẽ khá là chính xác ha, chứ em không có theo cái size số trên dài. Các cô chú anh chị mình chỉ cần biết chính xác size chân của mình ha, và nhìn trên góc trái của màn hình em sẽ để size dài và giá tiền thì mình sẽ chốt hàng rất là dễ dàng. Giày thì nó sẽ hơi khó lòng là sẽ vừa chân và im chân thì mới được. Nên em sẽ rất là thông cảm. Các cô chú anh chị mình khi mua giày bên em được kiểm tra hàng, được thử chân ha, nếu không vừa thì hoàn liền về giùm cho em và phụ em tiền ship. Và các cô chú anh chị mình lưu ý giùm em là giày nếu thử không vừa chân thì em mới cho hàng về ha. Còn trường hợp mà giống như là chốt hàng xong thì không thích mẫu đó nữa, đổi mẫu, cái đó thì em sẽ không có xử lý được ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Đầu tiên một em này, em sẽ lên là cũng từ size nhỏ đến size to, nhưng mà hôm nay là 35 nó cũng có 2 em và 38 nó cũng có 2 em, nên em sẽ giới thiệu là 2 em 35 và 38 trước ha. Rồi, em này về bót thấp anh chị, màu nâu, em này hàng Ý nha ha. Đế em này thì nó sẽ có cái màu nó bị vậy nè anh chị, nó có cũ như thế này ha, Made in Italy. Size này là 35 đây, chuẩn size nè. Rồi, đế nó sẽ có bị trầy khờn nè, da thì đẹp anh chị, da đẹp lắm. Ở đây là cái gì đây, trời, sao nó cứng dữ vậy, ngay chỗ này cái gì đây, trời, ở chỗ này nè, cái gì ta, em không biết cái này là cái gì mà sao nó cứng lắm, mới nhìn tưởng nó thun ha. Cái dây nó cũng là màu nâu, cái dây em thấy còn rất là đẹp nha, da cũng đẹp nè, em không thấy trầy khờn da, nó nhăn nhăn thì có, mũi đẹp nè. Rồi, không có trầy da, chỉ có cái phần đế mình sẽ thấy nó cũ, nhưng mà nó rất là chắc chắn nè, chị, nó cứng nhắc nha, đẹp da. Rồi, cột dây, không có phát kéo ha. Đây, bên trong là lót da hết trơn là màu nâu. Đây mấy chị, là da thật hết luôn ha. Em này sẽ rất là im luôn. Cái màu của nó thì đây em thấy nó còn có bị đậm đậm màu thôi mấy chị, là cái da màu nâu ha. Đó, nhưng mà nó còn láng, mang vô rất là im chân luôn. Ôi này im, thật là im luôn. Và em này chỉ có 3 phân thôi, thấp nha mấy chị. Da đẹp. Rồi, bên đây cũng không thấy lỗi da nè ha, mũi đẹp, mũi không trầy khờn, hai bên đây cũng không có trầy khờn luôn, ODI rất là đẹp luôn. Ở bên trong là có hiệu ở bên trong á, đây nhưng mà hơi bị khó nhìn ha, có tách hiệu bên trong, dây còn rất là mới. Em này rất là dễ đi, size 35, em bán 300, mã là C8 anh chị, hôm nay em sẽ lấy cái mã số là C ha, C8 300, size 35. Rồi, kiểu của em này. Cái này chắc 10 phân mấy chị, cái phần sau này ha, nó cao chắc khoảng 10 phân, màu nâu đậm. Rồi, tiếp tục, em này là da bóng ha, size 35, da bóng. Rồi, cái phần đế em này rất là đẹp luôn, đây hàng Nhật Made in Spain nè ha, có đây là có dập hiệu trên này nè, da bóng không có trầy khờn. Ở đây là cái da luôn nha mấy chị, cái màu sáng này ha, cái màu này nó giống như là cái màu gì, màu bơ hả, nhạt nhạt vậy nè ha. Rồi, cái phần da bóng này em thấy đẹp nè, da bóng này còn rất là mới nè, nó có bị mờ mờ da chút này, không có trầy khờn luôn, đế đẹp nè. Em này thì chắc chừng 4 phân, thấp thôi, em này rất là dễ đi ha, đế còn như mới nha mấy chị, không trầy khờn ha, không có trầy khờn gót, chỗ này cũng không có mày mòn luôn. Ở bên trong là một màu tím đẹp quá nè. Rồi, em này là hàng em này hàng của Pháp luôn nè mấy anh chị. Rồi, bên trong nó đẹp dữ lắm. Da nha, đây ở trong là da lộn nè, hậu im dữ lắm luôn ha. Ở trong em này rất là đẹp luôn nè mấy anh chị, chỉ nhũ vàng đẹp lắm, của Pháp nha. Ở bên trong ngăn này, ôi này cũng đẹp luôn, mới tinh hả mấy anh chị, tát Nhật bên đây. Ở bên đây cũng có một cái tát nữa nè ha. Ôi, em này mới dữ lắm và rất là im chân luôn. Em này nó sẽ cao, hình như nó có độn độn lên trên này, em thấy rất là dễ đi luôn, mới tinh. Em này là mã là C2 300, C2 300, mới dữ lắm em này. Đây, đúng rồi, ngời luôn ha, đẹp lắm. Đây một em này xanh đan mấy anh chị ơi. Da ha, ở dưới này cái phần này giống như là da lộn. Ồ, em này như nó có hoa văn ở dưới này. Em này của Jin hiệu này mấy anh chị, Jin da hàng Nhật này ha. Ở bên trong em này nè, đế này lót là đẹp, rất là đẹp nè, độ mới cao em này. Rồi, quay dây này mỏng nhỏ nhỏ thôi, ở đây là mình sẽ như vậy nè ha. Rồi, có quay hậu, em này kiểu đơn giản, đế rất là đẹp luôn, có bị mày mòn cái phần này thôi, ở trên đây rất là đẹp này ha, hoa văn mới lắm. Ở bên đây nè mấy chị, đúng rồi, da lộn rồi người ta có dập cái hoa văn ở lên cái phần này, khoen khóa em này nè, còn rất là sáng đẹp ha.
cái này là yếu một phân. Rồi em này đẹp lắm và rất là mới luôn ha, đế rất là đẹp nha mấy anh chị. Rồi em này sẽ dễ đi, 5 phân thôi, dễ đi, da còn rất là đẹp, kiểu đơn giản. Rồi nhưng mà mang lên đẹp chân lắm. Đây nó như vậy. À, C32, à, em bán là 280. C32 280. Một đôi sandal ha, da thật mấy anh chị, da hết trơn luôn ha. Dưới này cũng là da, im lắm luôn, cái phần này da lộn nó sẽ rất là im và mềm. Rồi em này cũng là hàng của Pháp, size 38 ha, em chỉ có hai đôi 38 thôi. À, da lộn, à, em này độ mới cao này ha, cái phần da lộn em thấy nó còn đẹp dữ lắm. Ở bên trong rất là đẹp luôn, một màu vàng nhạt, lót màu vàng đẹp lắm nè. Cái phần da ở dưới gót nó mới tinh luôn, đế cũng đẹp nè ha. Em này hiệu của Pháp nha mấy anh chị ha, mắc in the band, hiệu mắc sản xuất tại Nhật, hiệu là hiệu của Pháp. Đế rất là đẹp luôn, cái đế này mấy anh chị có cái logo này nó còn mới luôn nè ha. Em này sẽ không có mòn cái phần gót này luôn, cái gót này thì nó nhỏ nhỏ nhưng mà cũng dễ đi nè ha. Em này chắc 4 phân thôi, đế rất là đẹp luôn, mấy anh chị còn mới tinh luôn, ở bên trong rất là sạch sẽ. Đây tách hiệu mới tinh. Rồi thông số bên này, cái phần da lợn mũi cũng đẹp nè. Ôi em này mới dữ lắm anh chị ơi, nó sẽ không có một cái vết trầy khờn gì trên da hết trơn, mình sẽ không có thấy bị mù mờ da ha, em thấy đẹp lắm. Ở đây nó có cái gì đây, đây để em coi coi. À đúng là cái này là cái kiểu, tưởng lỗi. À size là 38, mã là C34 300 anh chị, C34 300. Em này độ mới cao ha, rất là mới luôn, và để da lộn mấy chị nó im cực kỳ luôn nè ha. Rồi em này mang dễ đi lắm, kiểu của em này đây mấy chị, kiểu đơn giản ha. Và rồi em qua mẫu độ mới cao, đây em này cũng là size 38, em này là hiệu mấy chị USL. Đây hiệu em này sẽ không mới bằng cái em vừa rồi một chút. À đây ở dưới này nè mấy chị, nó sẽ có bị nhạt nhạt da ha, con cái là mang im chân. Và đôi này nè sẽ có cái chiều ngang chân, mấy chị nào mà đầy đầy sẽ được này ha, chân ốm em nghĩ nó sẽ bị rộng. Ở đây nó để 36 thôi mấy chị, nhưng mà đã đến 38. Em này không mới nè ha, đây chỗ phần gót có bị mòn mòn, đế cũng có mòn mòn luôn, da thì mềm dữ lắm và da đã dữ lắm, nhưng không mới. Ở dưới đây nó cũng có một cái vết nè ha, ở bên trong thì nó im ru và nó láng lình như vậy, mấy chị mang im dữ lắm luôn ha. Thông số bên này con cái là mình sẽ thấy đế là mòn này ha, không mới. Rồi ở đây dưới gót nó sẽ có bị trầy khờn da, size 38. Rồi em này em bán 250, mã là 34, C34 250 mấy anh chị. Một em hàng hiệu ha, USL. Đây em qua mẫu, bây giờ sẽ là size 36 mấy anh chị. Giờ mình chỉ còn hai size 36, 37 ha. Bắt đầu là size 36. Em này là màu xám, màu xám chì, độ mới cao. À đây có gì đây, hiệu dưới này đây, để em coi coi. Trời đế đẹp dữ vậy, đế rất là đẹp luôn ha. Mắc in span nè. Ở đây có bị mòn mòn cái phần gót này, cái phần da này thì lại đẹp. Ở đây nó có khờn rất là nhẹ ngay chỗ này, cái phần da này thật là đẹp luôn nha mấy anh chị. Rồi đẹp lắm, à không có trầy khờn da, em thấy nó còn láng, thật là láng luôn. Ở bên gót này có trầy rất là ít chỗ này, xíu chỗ này. Em bên đây có trầy đây, đây nè, khờn khờn nhạt nhạt da một chút này ha, nhưng mà em này là màu lại rất là đẹp luôn. Ồ đẹp ghê luôn, xám nó xám chì, xám đậm đậm á. Rồi có trầy khờn rất là nhẹ bên này mấy chị, giống như cứng da vậy ha. Đế thì lại đẹp, có bị mòn gốc ở chỗ này thôi, ở trên đây lại được nè. Đế này độ bám cao, mắc in the band, ở bên trong đẹp. Đây ở bên trong cái phần gót là da rồi ha, luôn luôn cái phần gót sẽ là da mấy anh chị ha. Ở đây là vải, cái phần màu xanh này là vải, im thật là im luôn. Rồi cái phần lót dưới này em thấy đẹp nè ha, mới, em này rất là mới luôn, hai bên đều đẹp hết nè. Mã em này là C31 300 mấy anh chị, C31 300, cũng là hàng Nhật ha. Đây em qua mẫu, em này sẽ mang mềm chân, rất là mềm mại nè ha, im chân đi lắm. Đây một em, đây em này là phối lông mấy chị, da phối lông ha, là lông thật ha, màu nâu, màu nâu với lại màu đen. Em này cái phần lông nó đẹp, thật là đẹp, nó mướt rượt luôn. Đế 5 phân, ở đây nó sẽ có khờn khờn cái phần đế. Cái này đẹp mấy anh chị, cái phần ở dưới này đẹp lắm này ha. Ở đây nó cũng sẽ có mòn mòn, ở dưới này rất là đẹp. Mũi em này nó sẽ có mờ mờ da chút xíu, da thì xịn dữ lắm mấy anh chị, da cái đôi giày nó cứng cáp dữ lắm luôn ha, cột dây. Rồi bên trong một màu vàng ha, da thật hết nha mấy anh chị nè,
ở bên trong là full da hết trơn, cái phần gót cũng là da, cái này cũng là da thông số ở bên này, ở bên trong nó đã thật là đã luôn này ha, nó láng. Đây rồi, cột dây như thế này, cái lưỡi gà là cũng là lông này ha, cái phần lông này đều đẹp nha mấy chị, nó không có bị mất ha, không có bị rụng lông, không có bị cái đốm đốm nào hết trơn. Rồi nó im thật là im luôn, phối màu đẹp, ở bên trong rất là sạch sẽ rồi. Dây cũng còn đẹp nha, cái dây màu đen, dây còn rất là đẹp. Đây đẹp lắm anh chị ơi, bên trong đẹp lắm. Rồi cái phần gót cũng vậy nè ha, sạch bon luôn. Cái phần da màu vàng, em này nó chắc cú dữ lắm, mũi nó vuông vuông, đồ mới cao mấy anh chị. À, C28 em bán 300, mã là C28 300, màu rất là đẹp luôn nè. Đây da nó còn rất là bóng. Em qua mẫu tiếp tục một em này là thể thao Bia Cạc Đinh của Pháp mấy anh chị, size 36 ha. Ở đây nó sẽ để là 37 phần gót này ha, có dơ dơ thôi ha, em không thấy bị mày mòn ha, đồ bám cao. Ở dưới đây làm như nó có mòn gót chỗ này chút xíu. Cái này là vải mấy anh chị, cái phần quả tiết này ha là vải, cái màu của nó là đen và xám xám. Đế nè còn rất là đẹp, đế liền như thế này, đây nó cứng thật là cứng luôn ha, em này nó chắc chắn dữ lắm luôn. Mũi cũng đẹp nè, mũi tròn. Cái phần vải cũng đẹp nha mấy anh chị, da không thấy trầy khờn này ha. Đây đế rồi này kia, em thấy không thấy trầy khờn. Cái bản dây em này cũng đẹp lắm nè, ở bên trong hiệu Bia Cạc Đinh, ở bên trong là vải mấy anh chị, ở dưới gót là da ha, ở bên hai bên hông là vải. Cái lưỡi gà này em này thì nó ở vừa vừa, nó không có bị dày. Đây thông số bên này ha, đây em không thấy được. Em này là ở đây nó để là 23.5 rồi, made in China, của Bia Cạc Đinh. Ở bên trong em thấy nó được lắm này ha, cái phần viền keo nó sẽ có đậm đậm cái phần viền keo thôi, không có bị dơ. Cái đôi giày này nó mang im cực kỳ luôn nha mấy chị, nó dày dặn và nó rất là im luôn ha. Size 36 em bán 300, mã là C25, dây quai còn đẹp còn mới, 300, mã là 25, C25, rất là dễ đi em này nha mấy anh chị. Một em màu đỏ, em này đẹp quá, màu nâu đỏ ha, cái màu rất là đẹp luôn. Đây cái hiệu của em này là cái gì, Odol gì ha. Da em này đẹp mấy chị, cái dòng da này nó sẽ có giống như là ẩn ẩn đồ màu vậy đó, rất là nhạt luôn ha, mình nhìn kỹ mới thấy màu em này rất là đẹp. Cái phần kim loại này còn đẹp lắm nè ha, em thấy nó còn vàng, có bị mờ mờ xíu thôi. Rồi hàng ở dưới đây là có dập hiệu ở dưới này, made in Spain này ha. Ở dưới đây sẽ có mòn mòn đế, da này đã dữ lắm luôn, ở bên trong da hết trơn nè mấy anh chị. Ở dưới đây là có vải dưới này ha, ở trên mũi có vải. Đây ở đây nó có cái gì đây, láng o chỗ này mà nó giống như người ta có làm gì chấm chấm đây nè ha, độ mới cũng được lắm anh chị ơi. Ở trong nó sạch đẹp láng, im ru luôn ha. Ở bên trong này mấy anh chị mang sẽ im chân cực kỳ, cái dòng da này thì nó sẽ mỏng mỏng thôi. Ở đây nó ở đây nó sẽ có bị một cái vết này hơi bị đậm mấy anh chị ơi, nè đây có một vết này ha, hơi bị đậm. Rồi đế thì lại đẹp nè ha, mũi nè rất là mới luôn, cái phần này mấy anh chị đẹp ghê luôn. Cái dưới đây thì sẽ có bị mì mòn, da không lỗi da ngay chỗ cái này, không có bị trầy chỗ này, có một vết đây thôi. Ở đây lại rất là láng luôn hay không có bị mòn. Em này là C1 mấy anh chị, em bán 230, nó sẽ có một cái vết lỗi mấy anh chị ha. Đây rồi, vì nó có một vết lỗi nên giá nó chỉ 230 thôi. Đây màu em này rất là đẹp, em này cũng rất là mềm mấy chị, chỗ màu đẹp đúng đẹp luôn ha. Em này cao chừng 4 phân mấy anh chị. Rồi một em này là hàng hiệu Lăng Xeo mấy anh chị, màu đen ha, cao 5 phân. Đây tác hiệu Lăng Xeo Paris, ở bên trong là lót da màu vàng nhạt. Rồi em này ở trong nó cũng rất là đẹp, cái tác ở nằm ở dưới gót này. Rồi thông số còn rõ ràng nè mấy anh chị, còn rất là rõ luôn. Da thì đẹp rồi, cái hàng này thì cái da nó rất là đẹp rồi, nó có nhăn nhăn da mấy anh chị. Bên đây nó có bị khờn, hơi bị nhiều mà vài vết luôn này ha. Đây ở dưới đây thì đẹp, cái gót đẹp. Rồi đây ở dưới này dập Lăng Xeo ở dưới này, mắc in the band này ha. Rồi cái vế đế nó rất là đẹp luôn, có bị mòn mòn cái gót một chút xíu, ở đây nó cũng có trầy khờn. Rồi mang cực kỳ êm chân mấy anh chị, bên trong nó đã dữ lắm này ha. Bên trong nó sạch đẹp, rất là sạch đẹp luôn, bên trong hiệu rõ ràng này ha, không có bị lem chữ nhạt chữ. Ở bên này đây cũng có khờn khờn nhẹ này mấy chị, có vài vết như thế này ha. Đây em này bị trầy khờn nè ha, hơi bị nhiều mấy chị.
Mã em này là C24 và em cũng bán là 230, mã là C24. Em này sẽ có bị trầy khờn nhưng mà ở bên trong lại rất là đẹp và mang cực kỳ im chưng, hiệu xịn. Đây. Ồ, da nó thật đẹp nha mấy anh chị, da nó còn bóng, thật là bóng luôn ha. Rồi tiếp tục, em này cao gót mấy anh chị, em này cao 8 phân ha. Da đẹp dữ lắm, da này nó chắc, thật là chắc luôn ha. Một gót nhọn. Ở đây cái phần gót này là cái màu hồng. Ở đây nó sẽ có bị tróc tróc này ha. Cái đế thì cực kỳ cứng cáp luôn mấy chị. Đây, nó vậy. Màu hồng, mắc in band ha. Da này đẹp dữ lắm. Ở bên đây, đây mấy chị, người ta sẽ phối cái phần da ở trong là cái màu vàng vàng như thế này. Hai miếng da ở trên này ha. Ở đây nó sẽ có bị trắng trắng, chưa lau không kỹ thôi. Da sẽ cái nhăn nhăn da, nhưng mà em này da đẹp lắm mấy chị ơi. Ồ, nó thật là dày dặn luôn nè ha. Nhưng mà nó lại mềm. Rồi, form em này còn đẹp cứng nè ha. Ở bên trong. Đây, kiểu của em này là vậy đó mấy chị. Đây nó sẽ có hai cái miếng da, mình mang vô thì nó sẽ im chân, nó ôm chân chứ. Đó, nó ôm lại cái mũi này, nó nhỏ nhỏ, ôm chân đẹp lắm. Ở bên trong sạch bóng luôn nè. Rồi, có hiệu. Ở phía dưới gót đẹp lắm. Ở gót rất là sạch sẽ đây nè. Đây mấy chị, da hết trơn luôn ha. Thông số bên này, cao gót. Cái phần gót thì đây có trầy nè mấy chị ha. Ở dưới đây cũng có khờn khờn. Da thì rất là đẹp luôn, da nó thật là bóng luôn ha. Và em này cứng cáp cực kỳ luôn. Ở bên đây, rồi thì cũng có cái này cũng có trơ khờn khờn. Da trên này thì lại đẹp nè, da láng hết trơn luôn. Có nhăn nhăn em này thôi, em này không có bị khờn ở trên này luôn. Ở bên trong cũng sạch đẹp, dày dặn. 8 phân, em bán là 300 mã C22, 300 mã C22. Rồi, kiểu em này mang đẹp chân lắm, nó gọn chân á. Rồi da nó bóng người ngời luôn. Tiếp tục mấy anh chị. Rồi tiếp tục em này, màu nâu. Rồi, em này ở cái phần đế này ha, có dơ dơ mấy chị, nhưng mà không có bị không có bị mòn á. Em này cao chắc 4 phân, dễ đi dữ lắm. Dòng da này nè mấy chị, phần trên nó sẽ rất là mềm luôn này ha, im chân cực kỳ luôn. Ở đây người ta ship ship da vậy đó. Ở bên đây này ha, đó, cái da người ta sẽ ship ship lại như vậy. Ở đây cũng không trầy khờn da, đế còn rất là đẹp, hai bên này còn rất là đẹp luôn. Mũi cũng đẹp nè ha, mũi bằng. Ở bên trong chứ, ở bên trong một màu nâu, da hết nè mấy chị, ở dưới cái vàng vàng của bên hông này là vải ha, ở trên là da. Rồi sạch sẽ, em này cực kỳ mềm mại, sạch ha, cái gót cũng rất là sạch nè, cái phần da dưới này. Da em này sẽ nhăn nhăn thôi mấy chị, không có lỗi da ha. Đây nó chỉ nhăn nhăn cái kiểu người ta thôi, đây là xíp xíp vậy nè ha, cực kỳ im chân. Em này sẽ là size là 36 năm nha mấy anh chị ha. Size 36 mà chân đầy đầy thì mang em này sẽ thoải mái. C30 mấy anh chị, 300. C30, 300. Đây, em này nó bóng, thật là bóng. Đây, một em. Em này là sandal. Đây, qua dây của em này. Ở đây nó sẽ có thun mấy anh chị ha. Rồi, có hai nấc, ba nấc tăng giảm gì nè. Kim loại là cái màu vàng vàng. Ở đây là phối với là da rắn thật luôn ha. Đây, cái vảy nó nè. Đây, to đùng mấy anh chị ơi. To dữ lắm luôn. Phối lại cái phần da bò màu xám, đế này rất là đẹp nè, cái phần lót chứ đẹp ghê luôn này ha, có dập hiệu trên này nè. Đây, rồi nó cực kỳ mềm mại mấy anh chị, và nó còn rất là sáng, cái màu vàng này em thấy nó còn sạch trơn luôn. Ở bên đây là cái da nè, ở đây là lót da thật ở bên trong luôn rồi nè. Rồi đế coi đẹp nè ha, rồi không có mày mòn luôn mấy anh chị, cái gót không mày mòn ở trên đây rất là đẹp luôn, độ bám cao, mắc is ben ha. Ôi em này đẹp quá, sạch đẹp ha, cái phần gót đẹp. Đế nè ha, như chưa sử dụng nha mấy anh chị, nó rất là mới luôn ha. Da rắn thật, ồ cái vảy em này nó to, thật là to luôn. C21 300 mấy anh chị, size 36. Em này là chân sẽ mỏng mỏng thôi, chân tròn sẽ hơi bị chật nha mấy anh chị. 36 chân mỏng. Em qua mẫu. Một em màu đen. Em này thì im chân. Chừng 3 phân thôi mấy anh chị, thấp thôi ha. Màu đen, em này là mang sẽ dày dặn nè ha, rất là im chân. Rất là mới luôn ha. Rồi ở dưới này dập ở dưới này, mất in span ở dưới này. Đế em thấy nó còn rất là đẹp luôn nè. Ở đây hình như cũng có mòn mòn rất là nhẹ. Ở trên đây rất là sạch đẹp, độ bám cao. Da này ha, bóng người ngời. Rồi da này mấy chị nó dày và nó rất là mềm mại. Em này sẽ mang rất là im chân, im dữ lắm, không có trầy khần da, láng hết luôn. Đây bên trong, cái phần trên này là da, da lộn mấy chị, im ru ha. Ở dưới này là vải,
ở dưới đây là da ha, cái phần gót sẽ là da. Rồi ở đây em thấy cái phần vải này ha, sạch đẹp nè, rất là im luôn, nó dày lắm chị. Cái phần vải lót người ta lót rất là dày dặn. Thông số bên này, rồi chữ còn sáng trưng, độ mới cao em này, da nó thật là đẹp luôn, không có trầy phần da nha mấy anh chị, láng hết trơn luôn ha, chỗ này nè không có trầy luôn. Hai bên này độ mới cao, im thật là im chân ha. Đây da dày dặn như thế này. À, em này thì 36 nhưng mà chân chân dày nha mấy anh chị ha, chân mỏng sẽ bị rộng. À, C6 em bán 300, mã là C6 300. Em này dễ đi, mới ha. Một em màu nâu. Em này mũi nhọn. À, 5 phân thôi, thấp thôi, dễ đi lắm luôn. Màu nâu. À, em này cũng là Jinja hàng Nhật nè ha. Rồi, dưới đây đẹp nè, cái phần lót đẹp nè. Đây có mòn nhẹ mấy anh chị, ở trên đây còn đẹp, độ bám rất là cao luôn ha. Rồi, nó nhám nhám nó sợ luôn, nó bám dữ lắm luôn. Da ở đây là sẽ là thun. À, em này sẽ không có không có dây kéo, ở đây mình sẽ có hai cái nấc tăng giảm chân mặt chân ốm gì đó ha. Đó, hai cái nấc. À, cái phần kim loại này còn thật là đẹp luôn mấy anh chị, nó sáng. Mũi nhọn. Không, cũng không phải là nhọn mà ở đây nó gọn cái mũi này ha, ở trên đây nó bầu, nó bằng. À, bên đây em sẽ thấy có khờn khờn da nhẹ thôi. Ở đây nó có một cái vết cấn, mũi đẹp. Đây, ở trên đây nó sẽ nhăn nhăn da mấy anh chị ơi. Rồi gót cũng đẹp ha, em này nó chắc dữ lắm luôn. Và em này im chân. Đây, dòng da như vậy nè mấy chị, bóp nó huyền xèo như vậy. Rất là im chân luôn, ở bên trong một màu vàng, da hết trơn luôn. Ở đây nó sẽ có cái miếng thun mình dễ mang vô này ha. Đây thun co giãn tốt. Rồi ở bên trong sạch đẹp mới lắm. Im dữ lắm. À, cái hiệu thì mình sẽ thấy nó có bị mờ mờ. Cái gót nó sẽ có bị đậm đậm cái phần da dưới này. Rồi em này dễ đi dữ lắm anh chị, cái đế nữa ha. Đây nó đế nó to to mà nó bằng như vậy. À, cũng không có lỗi da ha. Ở đây nó sẽ có khờn hơn bên kia. Bên kia là láng hết trơn, đây nó có khờn rất là nhẹ luôn. Màu nâu đậm, em này mang chân đẹp lắm anh chị ơi. Cái form nó gọn gọn đẹp lắm. Rồi hai nấc đây này. Đây tăng giảm như vậy anh chị ha. Mình có thể mở ra luôn được nè. Đó. À, em này là C23 300, C23 300. Da em này sẽ mang mềm chân. Rồi, màu nâu đậm nha. Em có mẫu. Một em tiếp tục, em này là da lộn phối với lại beo, lông beo mấy chị. Độ mới cao, em này hàng hiệu ha, Charles Jordan. Đây, hiệu dập dưới này, ở dưới này mấy chị nó thật là đẹp luôn ha. Có cái ở bên đây nè, sao thấy nó có cái gì giống như là có cái màu tím tím vậy đó ha, cái phần lót bên trong giống như là cái bên này nó làm lem lem vậy đó. Rồi em này độ mới cao lắm mấy chị. Cái phần da lộn này em thấy nó còn thật là đẹp luôn ha, nó không có bị mà cái trắng trắng á. Ở da lộn mình sẽ thấy hay thấy nó có màu mờ trắng trắng. Độ em này đẹp dữ lắm luôn. Lông cũng còn rất là đẹp nè ha. À, cột dây. Rồi cái dây này cũng còn mới tinh nè. Đế dập hiệu ở dưới này, Charles Jordan. Rồi đế cũng còn đẹp mấy anh chị. Em này chắc cao 2 phân mấy, không tới 3 phân. Rất là dễ đi. Ở bên trong nó thật là trắng trẻo nè mấy anh chị, sạch bon luôn ha. Thông số bên này. Cái phần gót cũng vậy nè ha, trắng tươi. Dập hiệu. Đây, rồi em này cực kỳ im chân nha mấy anh chị. Ô đẹp quá luôn. Mới dữ lắm em này. Cái phần da lộn này nó đẹp, thật là đẹp luôn nè mấy anh chị. Nó đen, đen mung luôn ha. À, mã em này là C5-300. Mã C5-300. Em này độ mới cao, rất là cao luôn á mấy anh chị ơi. À, lông phối với lại da lộn, kiểu rất là đẹp luôn. Dễ đi. Đây em này, đồ em này, cái đế em này lạ quá. À, da. Ở đây mấy chị, cái này nè, cái gót chứ, cái gót lạ ghê luôn ha. Kiểu em này. À, em này sẽ có ba cái nấc tăng giảm, mũi nhọn. Cái phần da của em này, đây nó sẽ có trầy trầy nhẹ nhẹ ở dưới này. Ôi cái gót em này đẹp ghê luôn nè mấy chị, nó chắc thật là chắc luôn ha. Muffin the band nè. Rồi cái này đẹp ghê nè ha, chắc thật là chắc luôn nè. Rồi em này sạch đẹp cái phần dưới này. À, cái phần kim loại này là màu đen. À, cái này còn đẹp nè, em không thấy trầy khờn ha. Mũi, phần mũi cũng còn đẹp nè. Ở bên trong em này, cái dáng em này nó đẹp anh chị, nó thấp thôi. Rồi em này 4 phân. Rồi ở bên trong em này da hết trơn luôn. Đây cái phần màu đen này cũng là da. Thông số bên này. Ở đây cái này là mình có thể tháo ra ha. Đây ở bên trong nó vậy mấy chị, da nè ha. Rồi nguyên một cái miếng da nè. Đó. Rồi im chân cực kỳ luôn mấy chị. Da này sẽ dày dặn. Rồi cái mũi nó sẽ dảnh dảnh lên nè ha. Kiểu em này rất là đẹp.
Gót rất là đẹp rồi. Ở bên trong sạch sẽ mấy chị, cái phần da màu xám trắng tinh luôn nè. Còn rất là sáng em này, độ mới cao nha mấy anh chị. Không có lỗi da gì hết. À C4 mấy anh chị. 300, mã là C4 300. Made in Japan luôn. Đây. Rồi da da em này nó dày mấy anh chị, nó đã lắm luôn ha. Và cái form của nó này ha, nó không có bị xẹp cái phần này. Da nó như vậy nó đứng form. Một em. Cái này cái màu nó là màu nâu nhạt nhạt ha. Cái dòng da của em này ngay chỗ này người ta làm nhân nhân da nè mấy chị, người ta ship ship da nè ha. Đế em này cái đây đây sẽ có mòn nè đó, đế cũng còn còn đẹp mấy chị, nó không có bị mày mòn lắm nè. Ở bên trong em này cũng có hàng Pháp nè mấy anh chị, đây hiệu ôi nhũ vàng đẹp lắm ha, hàng của Pháp, da hết trơn rồi. Ở bên trong là lót da màu vàng rồi tươm tất sạch sẽ nè. Cái phần trên đây nè em sẽ thấy nó không mới nha mấy anh chị, nó không có trầy khờn da gì hết trơn. Ở đây nó à có cái à hiệu dưới đây nè ha, đây ồ cái này nó cứng nhắc à, ở đây nó cũng không có trầy da này ha, đó nó chỉ nhăn nhăn da như thầy, nhưng mà em thấy cái màu của nó là như nó có vẻ không mới lắm thôi. Cái mũi đúng rồi, mũi đây nó sẽ có bị đậm đậm gót rồi. Ở bên đây thì nó cũng có trầy trầy thôi, em này độ mới cơ được thôi, không cao, mang im chân thôi. Đây mấy chị mang rất là im chân luôn ha, ở bên trong nó đã dữ lắm. Ở phần lót bên trong cái màu vàng rất là đẹp luôn, láng lọ láng o à. Đây size 36 em mấy chị, da nè ha, da hết luôn. À em này em bán là 250 mã C9, 250 mã C9. Đây kiểu của em này à, im chân nha mấy chị, đây mềm thật là mềm luôn nè ha, im chân dễ đi nữa nè. Em này chắc 3 phân. Tiếp tục em này da dập vân xấu. À em này sẽ cao là 3 phân rưỡi. Cái dòng da em này thấy đẹp quá. Đây mấy anh chị, ở trên đây nó sẽ có một cái vết khờn rất là nhẹ. Da dập phân xấu em này da đẹp nè. Đây nó mềm như vậy ha, da nó dẻo. Ở đây tác hiệu ở dưới này, ở bên trong rất là đẹp. Thông số ở đây da hết nè mấy anh chị, da hết trơn luôn này ha. Rồi em này trong sạch đẹp dữ lắm luôn. Gót này ha, sạch bon luôn cái phần da lộn này. Ở dưới này à, có ghi cái gì đây, em này là made in China à, còn mới tinh cái phần này. Đây ở dưới đây cũng đẹp này ha. Rồi cái chỗ này nó độ bám nó cao lắm nè, da không trầy nha mấy anh chị, không trầy khờ miếng nào luôn nè. Ôi láng hết trơn luôn. Bên đây cũng vậy, sạch đẹp dữ lắm. Gót nè ha, mũi đẹp nè. Ở đây nè mấy chị, cái mũi nó cũng láng o ha, không có vết trầy khờ. Nói chung em này không có bị nổi da, đẹp lắm. Mã của em này sẽ là C29. Em bán 300. C29, 300. Em này dễ đi mấy anh chị, nó sẽ mềm mại dữ lắm. Ôi em này đẹp da lắm. Ôi mới thật là mới luôn ha, da đẹp ghê luôn nè. Còn rất là bóng, không có trầy khờn tí nào luôn. Tiếp tục mấy chị. Em này cũng của Lăng Xeo. À đem này 5 phân ha, 5 phân 6 phân gì nè. Ôi cái đế em này đẹp nè mấy chị, coi có hoa văn nè, đẹp nè ha. Lăng Xeo dưới này, Made in Japan, Lăng Xeo Paris. Ở cái đế em này đẹp quá luôn. Đây mấy chị, cái đế nó sao rất là mới luôn. Ở dưới đây thì nó có dơ dơ thôi, em thấy mày mòn cũng ít. Ở đây có trầy khờn. Da thì nhăn nhăn da thôi. Rồi da sẽ không mới cái phần này thôi mấy chị, nó không có trầy nha. Nó em thấy nó nhăn nhăn thì có thôi. Đây, bên đây đẹp ghê nè. Ở đây cũng vậy nè, không có trầy da. Ở bên trong là cái màu xám. À, thông số bên này cái nhũ vàng chữ nó cũng còn rõ nè, ở dưới gót thì cũng đẹp. Ở trong láng o luôn. Đây, láng sạch đẹp. Em này cái mũi nó sẽ nhọn nhọn. Sạch đẹp. Ôi đế đẹp quá luôn nè, đây mấy chị đẹp ghê không mới tin nè. Cái gót bên này nó sẽ có trầy ngay chỗ cái gót này. Đây. Mã là C10. À, em bán là 208 mã C10. 208 mã C10. Một em hàng của Pháp. Đây một em màu vàng, da dập vân rùa mấy anh chị ơi. Cái màu của nó là vàng vàng như thế này ha. À em này gót 5 phân. Đế đẹp nè. À cũng của Jinja hàng Nhật nè mấy anh chị. Ở đây nó có thông số dưới này. Rồi ở đây còn đẹp nè, có dơ dơ thôi không có mòn. Ở đây cũng vậy, có mòn rất là nhẹ cái gốc này chứ. Ở bên trong hiệu này ha, Jinja. Rồi cái logo luôn luôn đẹp của cái hiệu này. Ở bên trong nè sạch đẹp mấy anh chị. Ở đây cái dòng da này sẽ là dòng da cứng mấy anh chị, ở dưới đây nó cứng nha. Nhưng mà em này đó nó cứng mấy anh chị, nhưng mà ở bên trong người ta vẫn lót da nè, vẫn im ru nha ha. Này, da hết trơn luôn. Cái này ở dưới đây là vải nè, đó cái phần vàng vàng ở dưới này nâu nu gì đó chứ, là vải ha. Rồi cái dòng da của em này sẽ không bóng mấy anh chị, cái phần này nó giá lì lì như vậy nha, em không thấy bóng à, và không có lỗi da ha.
không có trầy khờn da luôn. Ồ, không có trầy miếng nào luôn nè. Bên trong thì sạch đẹp rồi. Em này không có gì để chê. Kiểu thì nó đơn giản như vậy. C7 mấy anh chị, em bán 300. C7 300. Đây, màu vàng đẹp quá luôn. Màu vàng rực rỡ. Đây tiếp tục một em này bóp cổ thấp thôi. Đẹp ghê nè. Ở đây mấy anh chị là phối với loại da lộn, cái hoa văn này ha là da lộn. Rồi cái bảng da với loại da lộn. Ở đây nó sẽ có nhăn nhăn da thôi, bình thường ha. Đây da thật thì nó vậy mấy anh chị. Mũi đẹp nè. Em này cao 3,5 phân. Ở dưới đây rồi, Magenta Band. Ở đây đẹp ghê, cái phần mùa này mấy anh chị phần gót đẹp quá ha, độ bám nè ha, độ bám cao dữ lắm. Ở đây nó sẽ có mòn mòn cái phần gót, ở đây cái dòng cái miếng lót này nó cứng nhắc luôn. Da thì đẹp lắm luôn. Có khóa kéo mấy anh chị, ở đây nó nhăn nhăn da thôi, da thật khoái kk. Rồi em này nó chắc chắn dữ lắm. Da này ha, nguyên một miếng da đây. Ở trong là vải mấy chị, cái phần màu vàng, màu xám xám này ha là vải, thông số còn rõ ràng này ha. Rồi cái đường viền này cũng là da. Em này dễ đi mấy chị, và cái cao của nó vừa vừa ha. Rất là dễ sử dụng nè, mình mặc quần jean, mặc đầm đều được hết trơn. Rồi bên trong sạch đẹp dữ lắm. Cái màu xám dưới đây là da, cái phần này là da. Sạch đẹp luôn, im ru luôn ha. Ôi em này đẹp lắm. Đây mấy chị nó mềm da như vậy ha. Rồi mang im chân dữ lắm. Khóa EKK cái khóa thật là đẹp luôn mấy chị, còn bốn người ngời luôn ha, còn mới dữ lắm. Em này da đẹp, độ mới cao, ở bên trong sạch sẽ luôn á. Cái vải gì mà nó ánh như vậy ha, đẹp ha. Đây, cái này là nguyên một miếng da lắm vậy. Rồi, độ mới cao, em này đẹp quá luôn. Đế cũng rất là đẹp luôn anh chị. Không mất rồi. Mã là C18-300. C18-300. Đây. Ôi, đẹp quá luôn anh chị ơi, cái da em này thật là bóng luôn ha. Là cái kiểu phối đẹp. Tiếp tục. Rồi một em quay hậu mấy anh chị, màu be. Da này nó mềm xèo luôn. Ở bên trong em này, cái phần dưới này sẽ có đậm đậm xíu. Cái màu nó màu kem kem. Ở dưới đây em coi ra. Rồi không có gì mấy anh chị, cái này cái bụi thôi. Thông số rõ ràng ha. Ở đây nó láng. Ồ, cái da này bên trong nó láng, thật là láng luôn mấy anh chị, nó mướt dữ lắm luôn. Đế có bị dơ dơ thôi, không có mày mòn nè. Ở đây có mòn gốc ở chỗ này. Ở trên đây em thấy nó còn độ bám cao nè ha. Magenta Band nè. Da em này sẽ có vài vết đậm đậm ở trên này. Đây mấy chị, trên đây có đậm đậm. Rồi, quay hậu. Đây nó sẽ có đậm cái phần gốc này một chút. Em này là 5 phân. Cái phần bên này cũng có bị dơ dơ thôi. Dơ ha. Ở bên trong em này đã lắm. Lại im ru luôn ha. Có đậm gốc thôi. Đây, da sẽ đậm đậm như vậy. Đây mấy chị, em này sẽ bị không thấy, em thấy em sẽ lau sạch nên chị. Ở đây cái phần da chỗ này nó sẽ không đẹp cái chỗ này nữa nè. Rồi em này được cái là dễ đi, cái màu đẹp mấy chị. Mang trắng trưng. Em này là C26. Em bán em này là 200. C26 200. Đây. Rồi, em qua mẫu. Một em màu xám. Rồi em này cái đường viền nó cái màu nó lạ lạ, màu đẹp. Đây, cái này là cái màu xám. Đây, hai màu xám luôn mấy chị. Cái này giống như màu đậu ha. Ở trên dưới này là màu xám phối là cái màu đậu. Ở bên trong em này nó mới dữ vậy. Đây, sạch đẹp sẽ sợ luôn nè. Magenta Band. Đế cũng đẹp nha mấy anh chị. Có mòn gót nhẹt nhẹt cái gót này ha. Rồi chữ còn rõ ràng nè. Ở đây nè. Ở đây hình như nó cũng có mị mòn mòn cái phần này. Da thì lại đẹp nè. Cái phần màu xám này lại đẹp ghê nè. Bóng ngời ngời luôn. Mũi cũng đẹp. Phối màu đẹp quá luôn. Có khần trầy ngay chỗ này xíu thôi. Em này cái đế nó sẽ có tróc một xíu. Rồi, tốt thì chắc chắn dữ lắm ha. Dễ đi em này, 5 phân. Màu em này phối đẹp quá luôn. Cái bảng da em này cũng đẹp mấy anh chị, nó mềm xèo luôn này ha. Ở bên trong đã ghê luôn này ha. Đây nguyên cái này là da hết trơn luôn. Ở cái này là vải. Da lộn này ha. Im dữ lắm. Em này là C11 300 mấy anh chị, C11 300. Đây. Ôi màu em này đẹp ghê luôn ha. Rồi độ mới cũng cao mấy chị, da không trầy xước. Em qua mẫu. Đây, em này mấy cô mấy chị thích cái dòng da siêu mềm. Đây, em này nó siêu mềm luôn nè. Ôi này nè. Trời ơi, mang giống như hổng mang nè. Thấp mấy anh chị, top shop. Em này thì có 1 phân hơn thôi ha. Rồi đế có dơ dơ thôi, đế bằng như vậy.
em này cái phần trên em này nó đầy đầy nha, cái chân phải đầy đầy, chân ốm sẽ em nghĩ nó sẽ rộng. Ở bên trong thông số ở dưới này, da hết trơn và nó mềm, thật là mềm mấy chị, nguyên cái miếng da này ha, cái màu đen này nè, da hết luôn. Rồi ở dưới này nè mấy chị, thường là sẽ có một cái miếng nữa ha, còn cái này em này nguyên vậy luôn, mềm vậy luôn này ha, đó nó thêm cái miếng da bên hông, không có nguyên một miếng một cái gót, thành ra nó mềm, thật là mềm luôn. Ở đây cái chị hiểu lớp xốp rồi nè. Ôi da đã lắm, mềm xèo luôn. Cái phần kim loại còn vàng nha mấy chị, còn vàng, có trầy khờn, còn vàng, siêu mềm em này, không có đôi nào mềm bằng đôi này hết á, đôi này là mềm nhất luôn rồi đó. Ở bên trong mang thật là im luôn mấy chị ơi, im dữ lắm luôn ha. Đây rồi, C14 300 mấy chị, C14 300, mềm nhũng em này luôn á. Tiếp tục rồi, một em da đen, em này đẹp lắm nè mấy anh chị ơi, nó thấp thôi. Rồi em này thấp chủm là 2 phân thôi, cái kiểu của em này là mình sẽ quấn cái cổ chân mình một vòng á. Làm sao à, đây mấy anh chị nàng vậy nè ha, đó quấn lên một cái tua, một cái đây nè, nó vậy nè ha, da đen. Rồi em này đẹp quá trời luôn, cái mũi em này nó nhọn liễu như vậy ha, nó xẹp xẹp mà nó dọn ra như vậy. Mà mình nhìn cái đôi giày mình thấy nó rất là dài, thật ra nó có 36 thôi, nhưng mà nhìn nó dài lắm. Ở đây rồi, à em này cũng là cửa hàng của Pháp nè mấy anh chị, da đen. Ồ em này mới dữ lắm luôn. À đây hiệu dập ở trên cái đế luôn nè ha. Rồi đẹp lắm nè, 3 1/2 cái size em thấy là 36 đó, em không biết cái số. Ở bên trong đây mấy chị là da đen luôn vậy nè. Ở trong này ha, nó chỉ có một cái lớp da như thế này thôi, không có lót cái phần trong ha, đó nguyên một cái miếng da. Rồi em này nó cái phần dây nó đẹp, thật là đẹp luôn ha. Em này mang vô chân rất là dễ thương luôn, nó xinh dữ lắm luôn, hấp thôi mấy chị ơi, đi xẹp xẹp thôi đó. Và đẹp dữ lắm. Em này là C là 20, em cũng bán là 300, C20. Mang vô cái chân nó xinh, thật là xinh luôn, nó mảnh mảnh cái dây á. Rồi kiểu của em này. Ồ da em chị thấy nó có ngời ngời bóng luôn ha. Ồ cái kiểu này là mình sẽ, đây nó sẽ có một cái này nữa nè, đó rồi qua một cái tua nữa. Ô em này kiểu nó đẹp dữ lắm, em thử chân em thấy nó đẹp dữ lắm. Em tiếp tục một em màu kem, hình như cái em này nãy có một cái em nó giống giống mà nó khác màu thì phải, nó màu vàng. Rồi đây mấy chị, hàng của Pháp này ha, ở trong cũng là cái da màu vàng đẹp nè, màu kem. Đây dập hiệu hả, đúng rồi mấy chị, dập hiệu dưới này, cái đế này còn đẹp lắm này ha, có mòn cái góc dưới này. Ở đây có cái chữ à, cái đây mấy chị nó mất inspen hơi bị mờ ha, cái phần chỗ này nó láng, thật là láng luôn ha. Da này nè, nhăn nhăn da nè, giống cái em nãy. Ở đây đúng rồi mấy chị, đây nó sẽ có cái logo của cái hiệu đây nè ha. Rồi màu này là màu kem. Ồ da mềm xèo như thế này, ở bên trong nó đã dữ lắm luôn. Bên trong em này sẽ rất là im chân. À cũng không có lỗi da nha, em này lại được cái là độ mới nè mấy chị, không có bị đậm đậm nhạt nhạt gì hết, nhăn nhăn da cái kiểu của người ta vậy thôi. Đế cũng đẹp ha, đây nó sẽ có dơ dơ. Rồi bên trong thật là im chân mấy chị. Em này là C17, em bán 208, mã là C17, 208 màu kem. Im chân, rất là im chân em này. Đây em này, ôi em này màu xanh đen, ôi cái màu em này đẹp quá luôn. À phối với màu trắng mấy chị ơi, em này cái kiểu nó xinh, thật là xinh luôn. Da em này nó mềm, thật là mềm luôn. Ở đây tết hiệu, ở đây nó có cái tết hiệu, ở bên trong nó còn rất là đẹp luôn này ha. Em này cao chắc 4 phân mấy anh chị. Ở dưới này nó sẽ có đậm đậm, có mòn đế chút xíu. Cái màu xanh thật là đẹp luôn. Cái màu trắng của cái bản da này em thấy nó mới tinh luôn ha. Nó còn thật là trắng luôn. Em này là trắng tinh mấy anh chị. Ô mũi này ha, coi đẹp nè ha. Không có tí trầy khờn nào. Bên trong sạch đẹp dữ lắm. Ở bên đây sẽ có khờn rất là nhẹ cái chỗ này. Ở bên này, à cái này cái đế nó sẽ bị mất hình miếng rồi nè. Đây cái phần này ha, có lỗi. Ô màu em này đẹp, thật là đẹp luôn. Ở bên trong sạch đẹp hết rồi mấy chị, láng o luôn ha. Ở dưới đây sẽ có đậm đậm cái phần gót một xíu. Cái kiểu em này mang xinh chân dữ lắm. Rồi có một cái vết lỗi ở dưới cái phần gót ha. Đâu mất rồi. Đây mất hình miếng. Em này là mã C3, em bán 250. C3, 250. Kiểu xinh. Đây, quá trời đẹp luôn mấy chị. Cái màu nó trắng với lại cái màu xanh này phối hai màu lên đẹp, thật là đẹp, nó sáng trưng cái đôi giày ha. Ở đây là viền miếng da trắng nữa nè. Ghê không cái gót này ha. Rồi tiếp tục. Rồi một em màu hồng, dày mỏi. À em này cái đế này mấy chị coi đẹp nè ha. Em này hiệu nè ha, Tommy. Rồi dập ở dưới này.
À, em thấy cái chỉ nó cũng còn trắng sáng luôn nè ha. Rồi độ mới cũng được nè. Nhưng mà cái dòng da của em này mấy chị sẽ thấy nó ẩn ẩn, nó sậm sậm, cái màu lạ lắm. Nó hồng ha, đó nó có sậm sậm. Mà em thấy nó đều hết luôn nè ha, không phải là một chỗ. Thành ra là em nghĩ là cái bảng da chứ không phải là bị dơ. Này nó đều hết trơn luôn, khắp cái chiếc giày. Cái phần kim loại này sẽ có bị xấu xấu ở chỗ này mấy chị, nó không sáng. Cái này là cái da màu màu bò. À cái này là nguyên một cái miếng da mộc này mấy chị, đẹp ghê không? Rồi phối màu tím với lại màu này là màu hồng hồng tím hả? Rồi nguyên một cái miếng da đây, im cực kỳ mấy anh chị. Ở đây cái lót này ha, cũng lót hiệu này ha, em này bên trong lót có đẹp ghê luôn nè, cái phần bên trong da sạch đẹp lắm, một màu hồng tươi thật rơi luôn. Và im em này nó im dữ lắm luôn mấy anh chị, em này im chân cực kỳ luôn. Ở dưới đây thông số đây mấy anh chị, trời ơi nè, chữ còn đẹp cái ghê luôn này ha, còn chữ màu bạc còn mới dữ lắm. Bên trong thì sạch sẽ rồi, đây rất là sạch luôn ha. Trời ơi sao dưới này đẹp dữ vậy, đây nè, sáng trưng luôn. Size 36. Rồi bên này nè cũng vậy nè, mình vậy nó sẽ đều 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 như vậy hết trơn luôn nè. Đó, nó ẩn ẩn đen đen, đây, mình thấy rõ nè ha. Ôi, cực kỳ mềm mại luôn. Em này là C29, em bán 250. C29, 250. Một em hàng hiệu của Mỹ. Ôi, màu đẹp, thật là đẹp luôn em anh chị. Đó, mình nhìn xa thì mình sẽ không thấy bị đen, không có gì hết trơn á, nhưng mà mình để gần mình sẽ thấy nó sậm sậm như vậy, nhìn xa một màu rất là đẹp luôn. Rồi màu tím phối vậy là cái màu bò đúng đẹp luôn. Rồi bây giờ mình bắt đầu size 37 mấy anh chị. Rồi em này là bót cổ cao, cái này chắc khoảng 12 13 phân, cái phần ở dưới này đây mấy anh chị, em này hiệu Ellie của Pháp này ha. Cái này là da lộn màu nâu. Rồi em này độ mới cũng được, cái phần da lộn em thấy nó đẹp, thật là đẹp luôn này ha. Cái tết hiệu cái màu vàng, nhưng mà cái vàng này là vàng mờ mờ. Đây hiệu này ha, dập ở dưới đế Ellie Paris. Ở đây nó sẽ có mòn gót một xíu, em này cao 5 phân. Rất là dễ đi cái đế này mấy chị, cái đế nó to to. Ở xa đây sẽ có khóa kéo IKK, cái khóa còn rất là đẹp. Rồi cái phần da lộn này không có chỗ nào để chê mấy chị, nó còn rất là mới và đẹp luôn. Mũi này ha, bên trong khóa kéo còn mới dữ lắm. Trời, khóa nó nhẹ, thật là nhẹ nha. Khóa IKK. Ở bên trong là da ha, đây mấy chị một cái da màu vàng ha, thông số da hết trơn luôn, tách hiệu ở dưới nè ha. Ở dưới cái phần lót thì em thấy nó sẽ có bị đây mấy chị, nó có khờn khờn thôi ha. Rồi dưới lót nè, da hết trơn, em này cực kỳ im chân. Ồ em này cái màu đẹp lắm mấy chị ơi, dày mà cái màu này mang lên đẹp lắm, phối bồ lên chút xíu nó tây dữ lắm. Đây bên trong nó như vậy, tách hiệu này mấy chị ha, ở trong. Rồi đế gót kìa, thấy đẹp hết trơn, da lộn cũng vậy nè ha, đẹp, không có bị cũ nha mấy chị. Em này độ mới cao, dễ đi, thấp thấp thôi. Tách hiệu Ellie ở bên này, vàng mờ. Em này là mã là C27, em bán 300, C27. Rồi một em bót màu nâu. Đây, im chân dữ lắm nha mấy chị, nó mềm như vậy nè ha, nó đã như vậy, sang chân. Rồi một em Reebok mấy chị, hàng hiệu. À đây hiệu trên này, em này cái màu của nó là em màu màu xanh xanh chuối ha. Đế nè đẹp, thật là đẹp luôn mấy chị, đế màu trắng còn đẹp dữ lắm, có đậm nha mấy chị nhưng mà còn đẹp lắm chứ không có bị mòn gì nè ha. Em thấy nó đẹp gốc nè, ý cái này nè ha, không có bị mòn. Cái này là vải mấy chị, vải gì đây nè, vải bố vải gì ha, chứ không phải là da nha. Đây thông số em này là mắc in Việt Nam nè, đây thông số còn rõ nè ha, cái tóc ở đây nó cũng sẽ có đậm đậm mấy chị, có đậm chân á. Rồi cái lưỡi gà, ô em này mang nó im chân cực kỳ luôn mấy chị. Và cái chân này em nghĩ là cái chân hơi đầy đầy nha. Rồi còn rất là sạch sẽ luôn, nhất là cái phần này mình thấy nó còn trắng bóc luôn ha. Màu xanh xanh này là xanh lính ha, phối màu tươi thật là tươi. C46 em bán là 300. C46 ở đây cái logo hai bên, mang im chân dữ lắm nên chị, và nó rất là nhẹ nhàng cái em này ha, nhẹ dữ lắm. Tiếp tục một em da đen, rồi em này nó cứng khừ mấy chị, đôi dài còn rất là cứng cáp luôn. Đây cái phần da đen em này nó dày, thật là dày luôn nha mấy anh chị. Ở trong người ta lót im ru thôi, ở ngoài mình cái phần da em thấy nó rất là dày dặn luôn, đẹp ghê luôn. Em này cao 5 phân, đế cũng đẹp nè ha, mắc in Spain nè. Ở dưới đây có hiệu nè, ở đây có dơ dơ thôi, mày mòn em thấy rất là ít nè. Ở bên trong nè mấy chị là vải ha, ở dưới cái gót là da, nguyên ở bên trong là vải màu đen. Ở dưới đây nó sẽ có cái gì có lỗ lỗ dưới cái phần trên này ha,
nó sẽ im cực kỳ luôn đó chị. Ở ngoài cái phần da này thì nó lại là dòng da dày nha, dòng da dày và cầm cái chiếc chạy nó cứng cáp dữ lắm luôn. À, bên trong lót vải im chân, không không có bị đau chân đâu. Em này sẽ rất là êm ái đây. Size 37 ha, độ mới cao nữa nha mấy anh chị. Ở đây có cái hiệu ở dưới này, cái tag này còn đẹp lắm nè ha. Rồi cái phần gót màu xám coi nó còn sáng trưng như vậy. Da thì da đen thì luôn luôn đẹp rồi mấy anh chị, coi nó bóng ngời ngời như thế này ha. À rồi em quên coi có lỗi da hay không. Rồi đây mấy anh chị nó sẽ có nhạt nhạt chỗ này chút xíu. Ở trên đây nó thật là đẹp luôn. Mũi. Rồi cái mũi có dơ dơ thôi. Em này nó đen tuyền luôn á. À ở đây nó sẽ có, mấy anh chị nó sẽ có khờn khờn chỗ này chút xíu. Một em da đen C47-300 mấy anh chị. Mã C47-300 size 37. Đây. Ui đẹp ghê ha. Tiếp tục. Một em. Rồi em này cực kỳ êm ái nè mấy anh chị. Đã dữ lắm luôn. À em này chắc cao là 5-6 phân gì đó. Rồi ở đây dễ đi nè. Ở đây cái này hình như cái logo hay cái gì nè. À, đế đẹp ghê đó mấy chị, như chưa sử dụng em này ha, rất là mới. Đế bằng cái phần da, cái này là vải mấy chị, vải gì mà nó giống như là cái vải thun vậy mà nó dày thật là dày luôn ha. Đây nó im dữ lắm luôn. Cái nâu này là da, cái dòng da này sẽ không có bóng mấy chị, giống như da dòng da sáp vậy đó ha. Đây nó mờ mờ da, nhưng mà em này độ mới cao. Ở đây nó cũng có khờn khờn nhẹ. Đế đẹp này ha, hai bên đây nó cũng rất là đẹp. Ở bên trong cực kỳ êm ái. Đây ở bên trong. Ồ cái đế mấy chị là có hoa văn, cái màu xám xám có hoa văn. Rồi cái bên đây là vải này ha, hai bên này là vải. Cái vải này nó đã dữ lắm anh chị, nó đẹp, nó ngộ lắm, nó dày mà nó im thật là im luôn. Da này ha, cái phần da màu nâu. Ở đây nè, à cái phần da của em này nè, cái đế nó cũng lại rất là mềm anh chị. Thường là những có mấy em thì mình rờ cái phần này nó sẽ cứng ha, em này lại là rất là mềm như vậy nè. Đó, mềm mại, em này im chân lắm luôn. Rồi thông số bên này, ở trên cái lưỡi gà này mấy anh chị ha, là cái da màu nâu. Em này độ mới cao và mang rất là sướng chân, im dữ lắm luôn. Ở đây nó giống như có cái logo vậy mấy chị. Đây nè ha, đây bên trong sạch đẹp dữ lắm. À C13-300 C13-300 size 37. Rồi cái màu nâu này, cái nâu nâu gì đây, à không biết kêu bằng cái nâu gì. Rồi tiếp, à em này là nâu đất nha mấy chị ha. Em qua mẫu. Một em nâu đỏ. Đây dòng da em này nó đẹp nữa. Đây dòng da này nè mấy chị. Đó ngay chỗ này nè ha, cái này mình bóp cứ ngắt rồi ha. Rồi cái đôi nãy thì mình bóp nó mềm sụm luôn. Ở bên trong em này đẹp lắm nè. Ôi cái kiểu em này nó đã, cái dòng da trên đây thì nó vậy nè mấy chị, nó mềm như vậy ha, kim loại còn sáng đẹp lắm. Em này cũng thấp thôi, đế còn đẹp nè. À có dơ thôi, à mày mò em thấy cũng ít nè. Ở đây cái dòng da này nó đẹp, ở đây có khờn nhẹ, cái màu em này quá đẹp luôn. À không bóng da thôi, rồi không trầy khờn. Ở bên trong là cái màu nó riu riu da hết luôn nè mấy anh chị. Thông số còn rõ ràng này ha. Ở dưới đây nó sẽ có đậm đậm cái phần gót. Ôi em này nó im dữ lắm. À em này cái chân, em nghĩ chân đầy nè. Đó, cái phần này em thấy nó đầy đặn lắm. Bên trong sạch đẹp như thế này. Ô cái màu đậm, màu lót của bên trong nó đẹp ghê. Rồi, rồi im ái chân, dễ đi em này mấy anh chị, thấp thôi. Em này là mã là C48 đi ha, 300 C48 size 37. Đây, màu của em này. Tiếp tục. Một em quay hậu, da dập vân rắn. À cái này là da lộn mấy chị, da dập vân rắn rồi có phủ bóng. Em này cái màu nó dễ thương ghê ha, nó nhu nhu. Cái vàng vàng, à vàng vàng, vàng cam với lại vàng nhạt xám. À quay hậu cái phần kim loại sẽ là màu trắng. Ở đây nó sẽ có trầy khờn nhưng mà còn đẹp cái phần kim loại này ha, trắng trắng bạc. Đế mắc in the band này ha, đế dễ đi. Ở đây nó sẽ có mòn gót một chút xíu. À 5 phân, 6 phân gì đó, 6 phân. Ở bên trong em này lại trắng bóc như vậy. Đế đẹp nè mấy chị ha. À em này mình sẽ không, à có hiệu dưới này ha. Có mắc in the band chứ, có bên trong. Ở bên trong em thấy nó sạch đẹp này ha, cái phần lót và cái miếng này ha, đẹp lắm nè, láng o luôn này ha. Cứng cáp thông số bên này. Rồi, ở bên trong cực kỳ mềm mại, có nút tăng giảm hai ba nấc gì đó. Mũi bằng. Rồi, mũi của em này nó vậy. Cái phần da lộn này đẹp thật đẹp luôn mấy chị, cái màu nó nhạt nhạt như thế này mà nó mới cái màu này nha. À, cũng không có thấy trầy khờn. À đúng rồi ha, không có thấy này mấy chị, cái gót nó đẹp thật là đẹp luôn. Dễ đi dữ lắm. Rồi, mới ghê luôn. Cái màu dễ thương ghê ha. Đây, ôi cưng ghê. C16 mấy anh chị, em bán 208, mã C16 208.
Rồi kiểu của em này. Ôi đẹp quá luôn. Rồi em qua mẫu. Đây một em. Em này cũng là da lộn này ha. Da lộn mấy chị rồi người ta sẽ có phủ bóng lên này ha. Dập vân phủ bóng. À em này da cũng còn đẹp quá. À em này của Ý luôn này mấy anh chị. Hiệu heo hiệu dập trên dưới này. Của Ý. Rồi đẹp ghê không. Đây cái mũi cũng còn rất là đẹp. Ở đây cái gót nó sẽ có mòn chút xíu. Ô cái mũi của em này nó lạ lạ mấy anh chị, nó vuông, nó cao cao lên chút xíu và nó vuông vuông. Ô cái mũi em này lạ lắm, không có em nào có hết trơn á. Hơi lạ lạ. Ở bên trong là lót da màu vàng ha. À, dưới cái phần gót thì sẽ có cái đậm đậm cái vết hồng hồng xíu. Hai bên đây thì em thấy đẹp da nè, cái mũi cũng đẹp lắm. Ở bên trong rất là sạch đẹp rồi, ở đây nó sẽ có một cái đường, à cái này cũng là da mấy chị, kiểu này đẹp. Ở bên này rồi cũng đẹp luôn ha, gót cũng đẹp mấy chị, cái phần này không có trầy khờn da ha. Đây da lộn thì thường mình sẽ thấy nó mềm mại hơn, mang sẽ êm chân hơn ha, rất là mềm luôn. Rồi sạch đẹp nha mấy anh chị. Thì dưới đế này ha cũng còn rất là đẹp em này, ở cái phần trên này nó còn độ bám cao. Rồi một em hàng Ý ha, ở dưới này em thấy cái gì đây? Rồi không thấy, Italy thôi. Em này mình cũng không thấy là mắc in ở đâu ha, nó chỉ để cái tác hiệu của Ý thôi. À C44 300 mấy anh chị, mã là C44 300. Em này nó đẹp ghê nè, đen là đen tuyền luôn á mấy anh chị, và nó mình mang nó sẽ sáng sáng cái chân là ha, nó ánh ánh cái phần này nè, nó sang chân. Tiếp tục một em màu trắng phối với lại màu xám, em này đẹp quá. Đây màu trắng thì nó sẽ dễ thấy dơ dơ này mấy anh chị ha, đây có một cái vết, em này là trắng tinh rồi, da chỗ này nó sẽ có nhăn nhăn ở trên cái mũi. Em này đẹp thật là đẹp luôn, phối cái màu xám xanh và cái trắng bạc với lại cái vàng nhạt, trời ơi, cái mũi nó đẹp lắm. Em này ở đây có cái thiệu, ở dưới đây nó sẽ có bị mấy anh chị, cái màu nó sẽ có bị nhạt nhạt màu cái phần lót này ha, lót ở trong cũng là cái màu xám của da đẹp này ha, đẹp lắm luôn. Thông số bên này, ở bên đây nó cũng có đậm đậm da, nói chung em này cái phần trắng nó không có trầy khờn da nhưng mà nó sẽ nhăn nhăn và nó sẽ có vài vết đậm đậm đây ha. Rồi thấp thôi mấy anh chị, 3 phân, cái mũi em này đẹp cực kỳ, rồi mang im chân dữ lắm luôn, bên trong rất là đẹp luôn ha, đây bóng sáng. Rồi em này cũng bị cấn ở chỗ này nè mấy chị, hơi bị nhiều 3 vết cấn này ha. Ồ cái đế em này đẹp dữ vậy, mắc in ben nè. Ồ đế đẹp ghê nè mấy chị, hoa văn sao cái đế này giống của cái đế của Jinja ghê, sạch đẹp. Rồi ôi cái đế giống như là cái phần trên này mình thấy nó giống như chưa sử dụng vậy đó, gót thì có mòn. Em này là mã là C42 250 mấy anh chị, C42 250. Rồi màu thì xinh vô cùng. Rồi tiếp tục một em màu đỏ nữa, màu đỏ nâu nữa ha. Rồi em này thì là cao gót, anh em nãy thì nó thấp, em này là 7 phân nha mấy anh chị, cao nha. Cái da cái form em này nó sẽ gọn, da em này sẽ dòng da là đầu mồi á, đây dòng da mọc nè. Rồi ôi nó đầu mồi nó đều hết trơn vậy nè mấy chị, và đẹp da. Được có cái là cái form nè, không có có độ form ở chỗ gót, mũi nó cũng vẫn còn đẹp ghê nữa ha. À em này Jinja hàng Nhật nè mấy chị, Jinja Tokyo, ở trong là lót da màu nâu luôn này ha, da full da hết đẹp lắm. À, im thật im luôn nha mấy anh chị, và dòng da này thì nó cứng cáp. Cái đế của em này thì đây nó sẽ có như thế này, đây made in Japan, có cũ cái phần đế ha, có mòn mòn, và cái phần này thì chắc chắn dữ lắm rồi. Đây im ở bên này, ở bên đây cũng dài sạch đẹp này ha, cái phần màu lót màu nâu này nó im dữ lắm anh chị, và nó láng cực kỳ luôn ha. Mũi em này cũng đẹp nè, có dơ dơ thôi, không phải là trầy khờn da, cái này lau sẽ hết nè. Ôi em này quá trời đẹp luôn này, dáng em này đẹp lắm anh chị. À em này C49 em bán là 208, C49 208. Ôi em này màu đẹp lắm, cao ha. Em qua mẫu một em màu xám, rồi em này dáng đẹp quá, màu xám đó chị, màu xám đậm, da em này dòng da mềm. À, em này cao 4 phân rồi, đế đẹp ghê nè ha, mắc in Japan nè, đế rất là đẹp anh chị, có mòn ở chỗ này, ở trên đây giống như chưa sử dụng vậy, còn đẹp lắm. Màu xám hai bên nó sẽ có hai cái miếng thun màu xám nhạt, ở bên trong thấy đẹp nè, ở bên trong thấy lót sạch đẹp rồi. Em này là kính chân lắm luôn anh chị, ồ mềm mại cực kỳ luôn, ở bên trong sạch đẹp dữ lắm này ha, lót ở trong là cái màu xanh xanh. À, tác hiệu thấy còn rõ ràng này ha. Đây ở đây là bên hông này là vải mấy chị, cái phần này là da rồi, ở bên nguyên cái phần này là vải, vải lót bên trong. Em này nó mềm và nó im chân cực kỳ luôn, cứng chân. Ở bên trong đây
Rồi cũng sạch đẹp hết nè. Ồ đế mê lắm ha. Đây. Còn ngời ngời luôn. À, mũi em này có nhạt nhạt da chỗ này chút xíu. Rồi đây mấy chị nó sẽ có trầy khần cái phần mũi một chút. Ở bên đây, hai bên đây thì lại được nè. Ồ da thì mềm mại cực kỳ luôn. À, không có trầy khần da hai mặt này. À, em này là C50 300, mã là C50 300 màu xám. Tiếp tục. Một em da đen. Rồi đây đẹp ghê nè mấy chị, em này rám mềm mại dữ lắm luôn ha. Da đen phối với lại cái này là có cái vải mấy chị ha. Đó cái bóng bóng là da, rồi cái phần mình thấy nó mờ mờ lại vải. Ở bên trong của em này, à em này nó có một cái điểm như thế này, để em nói ngoài trước đi. À, im chân dữ lắm luôn này mấy chị, nó mềm xèo như thế này. Ở bên trong là lót cái phần màu xám. Nhưng mà em không biết là cái này là người ta dán lên hay là cái nguyên của nó ha. Đây, nhưng mà mình mở này lên là mình thấy cái phần lót bên trong này nó cứng nhắc, cái phần lót bên trong ha. Đây nó sẽ có nguyên một cái miếng như vậy. Ở dưới đây thì dính cứng nhắc à ha. Đó, ở dưới này em thấy nó vỡ dở dở lên được như vậy. Hai bên này. Đó, mà mình không biết là nó người ta làm hay là cái kiểu của người ta hay là cũ hay sao thì em không biết, nhưng mà được cái là cái đế này ha. Đây mấy chị nó còn mới tinh luôn ha. Đây, Mark and the Band nè. Rồi gót không có mày mòn gót luôn. Cái phần bên này mình thấy nó còn bóng ngời ngời luôn nè. Ô đẹp ghê luôn ha. Và nhẹ, im chân dữ lắm mấy chị, nó nhẹ tiều tiều ha. Đẹp ghê không? Không có lỗi gì hết trơn, láng hết nè. Ở đây em cũng không có thấy trầy khờn cái phần này. Hai bên này nó sạch bóng luôn và nó bóng ngời ngời luôn ha. Có cái đế này mình thấy là nó mới tinh luôn mấy anh chị. Giống như là chưa sử dụng nha ha. Đây, còn sáng luôn nè. Rồi mang dễ thương lắm, rồi mang trắng chân dữ lắm. À, em này là C là 40, em bán 250, mã C40 250. Đây. Rồi đẹp ghê ha. Tiếp tục. Đây một em màu tím. Trời em này đẹp hú hồn nè mấy chị, cao gót ha. Ở đây cái gót nó sẽ có đính đá nè. Đây hàng này của Pháp hay Ý gì đây nè, để em coi coi. Rồi em này là hàng của Pháp nha mấy chị. À em này hàng hiệu mấy chị Lanvin của Pháp này ha. Rồi hiệu này xịn sò. Ở đây hiệu dập ở dưới này, Lanvin Paris. Mark and the Band ở dưới đây cái đế nó có còn đẹp nha mấy anh chị. Ở đây cũng không mòn, rất là nhẹ luôn. Hộp còn đều hết trơn này ha, còn sáng trưng. Rồi đẹp lắm cái phần hộp này nha, sáng dữ lắm. Không có bị mất nè. Em này cao là 7 phân 8 phân gì đó. Cái phần da chỗ này nó sẽ nhăn da. À, không có trầy một tí gì ngay chỗ này. Mũi em này da cũng nhăn nhăn thôi mấy anh chị. Ở đây cũng còn đá đẹp nè ha. Đây hàng đá. Ui, em này màu đẹp lắm. Ở bên trong lót này mấy chị màu màu xám, em thấy đẹp hết trơn nè, da hết luôn, im chân cực kỳ luôn. Rồi đây da cái phần gót cái màu xám này cũng còn đẹp nè. Thông số bên này cái phần da mấy chị nó sẽ nhăn nhăn da thôi, da thật thì nó nhăn nhăn vậy đó. Cao ha, màu tím đẹp quá luôn. Ở bên trong em này cũng vậy đẹp. Ở đây à, em này sẽ có khờn khờn nhẹ ngay chỗ này. Ồ cái này đẹp quá. Cái phần dưới này cũng đẹp nè, em cũng không thấy trầy khờn ha. Rồi nhăn nhăn da thôi mấy anh chị. Ở đây cũng không có mày mòn da, không có trầy khờn. Em này cái mũi nó gọn gọn như thế này ha. Đây. À C38 300, C38 một em hàng hiệu. Đây. Ôi cái màu đẹp quá luôn mấy anh chị ơi. Màu khó tìm, quá trời xinh. Tiếp tục. Đây tiếp tục một em này, Hirofu mấy anh chị, cũng là hàng Ý nè ha. Rồi cái hiệu dập trên này, ở đây nó có cái logo. À, em này cái mũi em này cũng gọn gọn này, da đẹp lắm, da đã dữ lắm anh chị ơi. À, đây nó sẽ có khờn khờn da. Rồi em này đế dễ đi lắm nè. Rồi đế độ bám cao không? Rồi chỗ này đẹp ghê luôn ha, đế độ bám cao lắm. Hirofu ở đây có sẽ có mòn mòn cái gót. Ở bên đây da nó sẽ nhăn nhăn thôi mấy anh chị, da này nó dày dữ lắm và nó dòng da mềm. Ở đây cái này là mình à cái này là chết rồi ha, mình không tháo ra được đâu, kiểu thôi ha, cứng nhắc à. Rồi cái trên này là có kim loại nè, bớt cứng nhắc à, bớt không nổi luôn. Ở bên trong em thấy sạch đẹp lắm, da hết trơn màu vàng ha, thông số còn rõ dữ lắm. Em này bên trong còn rất là đẹp mấy chị, nó sẽ không có cũ phần bên trong ha, cái gót cũng còn trắng. Ở đây da này ha, rồi nguyên một cái màu vàng da hết, trời ơi em này xịn. Đây cái logo ở dưới này à, chữ nhũ vàng em thấy còn sáng sủa. Em này độ mới cao nha mấy chị, không có bị xấu, không có bị cũ nha. Đế là mình nhìn thấy mình biết nè ha, nó còn độ bám cao. Rồi bên trong sạch đẹp gì lắm, hai bên da thì đó đây mấy chị, nó dày cỡ ở chỗ này ha. À, đây nó sẽ có ánh ánh da cái chỗ này ha, trầy trầy hay sao nè. Rồi đẹp da lắm, em im chân dữ lắm. Em này là
C39-300 anh chị, C39-300. Ồ, da bốn người ngồi ha. Ồ, cái phần này nó gì nó dày, thật là dày luôn ha. Sao nó dày, cái phần này người ta có điểm hả gì mà em thấy cái miếng này nó dày cui luôn á, nó cộm lên một khúc luôn này ha. Rồi tiếp tục. Đây em này phối màu đẹp nữa nè, màu xám với lại màu đen. Cái phần này là cái gì đây? Da này da lợn người ta giống như người ta dập vũ bóng, vũ bóng vậy đó. Ồ, đẹp ghê nè ha. Rồi nó ánh ánh như thế này mấy anh chị. Rồi cái phần da màu xám. Em này giờ 4 5 phân gì đó. Đế đẹp, ở in span nè. Rồi có dơ dơ thôi mấy anh chị. Không có mày mòn ha, có bị dơ gót thôi. Mũi bằng, đây cái mũi nó to to và nó bằng. Rồi em này cái mặt ngoài em thấy nó đẹp, thật là đẹp luôn nè. Ở đây không có trầy khờn. Ồ, đẹp lắm cái phần này luôn. Cái mũi cũng đẹp nè ha. Em này mang vô nó sáng trưng. Rồi cái phần đen này nó ống áo ống ánh, nó đẹp ghê luôn. Ở bên đây cũng đẹp nè ha. Rồi dễ đi lắm mấy anh chị, cái đế to đùng luôn. Ở bên trong, ở bên trong, ở dưới này là màu vàng là vải mấy anh chị. Cái trên này là da ha, ở bên hông là vải. Rồi này là da. Đây cách hiệu. Ôi sạch bon luôn ha. Cái màu nó kem kem còn trắng tinh. Rồi em này độ mới cao lắm nha mấy anh chị. Da ở ngoài đẹp hết luôn ha. Không có bị dơ, không có bị trầy khờn gì luôn nè ha. Cái phần này nè, đắt o luôn. Đế rất là đẹp. Phối màu hay quá. À C37-300. Mã là C37-300. Đây kiểu trời ơi, nó sáng, thật là sáng luôn. Ôi đẹp quá luôn. Em tiếp tục. Đây em này màu đỏ, màu tím ha. À tím phối với lại xanh đen mấy chị, không phải là đen, xanh đen. Rồi em này nó nhẹ lắm mấy chị. Thấp thôi, 3 phân. Đế bằng, mắc in ben nè ha. Rồi đây ở dưới này em thấy là đẹp nè, không có mòn gót này luôn. Cột dây. Em này cái phơm em này em thấy nó đầy đầy nha, chân chân tròn tròn đó. Ở bên trong đẹp dữ luôn. Ở bên trong là cũng cái bản da màu tím luôn nè mấy chị. À, có hiệu. Ồ đẹp lắm. Thông số bên này, ở dưới đây nó sẽ có đậm đậm một chút xíu, ở trong nó trắng bóc luôn ha. Có cộng dây, dây cũng còn đẹp nè ha, cái dây nó cũng màu nó tím tím luôn nè chứ không phải là màu đen. Rồi cái lưỡi gà nó mỏng mỏng thôi nè mấy chị, đẹp lắm. Rồi da hết trơn luôn ha. Ở trong gót nè, cái mũi nè sạch bon luôn. Rồi cái đôi này là cực kỳ nhẹ nha mấy anh chị, nhẹ tiều luôn á, đã lắm. Ở đây nó còn giá tiền hay gì nè mấy anh chị, độ mới cao. Rồi màu tím phối với lại cái màu xanh đen. Ôi da ha, không có trầy rồi nè. Cái mặt này mũi đẹp luôn, láng o. Rồi đẹp da lắm, không có vết trầy khờn luôn và cực kỳ nhẹ, rất là dễ đi em này. Màu cũng rất là đẹp luôn, phối màu lạ. À, em này là C36-300, C36-300. Em tiếp tục. Đây một em cũng cùi mấy anh chị, màu kem mà phối với lại cái màu này là vàng vàng như thế này. Em này cái bản da em này nè mấy chị, nó cái màu nó lạ lạ lắm. Em thấy nó có ẩn ẩn xanh xanh này, nguyên cái phần này em thấy nó xanh xanh cái phần này ha. À, cái phần da màu kem này thì đẹp nè, cũng có bị đậm đậm da. Rồi em này dễ đi, cũng 3 phân. Đế bằng, rồi zin da hàng Nhật, cái đế thật là đẹp luôn ha. Rồi cái đế này nè, độ bám cao ghê nè mấy chị, đẹp ghê, dễ đi dữ lắm. Ở bên trong nó có nguyên một cái miếng lót. Rồi cái này khó lấy quá. Đây bên trong, đây mấy chị, cái nguyên điểm cái miếng lót này cũng dày ghê luôn ha. Mình thích thì mình mang, mà không thích thì mình bỏ ra. Ở trong là cái jean của nó. Rồi đây. Rồi đây thông số. Cái miếng lót như thế này, nó dày cộm như vậy. Ở bên trong sạch đẹp dữ lắm, da hết trơn luôn này ha. Thông số bên đây. Rồi da này, gót da này. Ở đây da mềm mại luôn nha mấy chị. Rồi bên đây cũng là da. Rồi em này cực kỳ im chân. Rồi để vô lâu lắc quá. Đây mấy chị, cái mũi nó sẽ bị xanh xanh giống như vậy đó ha. Mũi bằng, nó không có trầy da nhưng mà lại có cái mạo lạ lạ thì em không biết là nó bị cái gì. Bên đây cũng vậy luôn ha, nó có vàng vàng xanh xanh. Ở đây nó có một cái lỗ nhỏ xíu luôn nè ha, có một cái vết. Rồi giống y như vậy, hai bên nó có hai cái miếng thun nữa nè ha. Đây, dễ đi dữ lắm. Đây im ái cực kỳ. Rồi em này C35. Em bán là 230. Mã là C35-230 ha. Màu kem đó anh chị. Ôi đẹp ghê. Và dễ đi dữ lắm anh chị. Nó im thật là im chân luôn ha. Nó mềm mại đã dữ lắm. À và rồi video của em đến đây thôi mấy cô chú anh chị ơi. À, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin cảm ơn và em xin chào.